Này bà chủ ơi, bà chủ trông xe ở đây. Giả sử như tôi đi về muộn thì bà mấy giờ bà chủ hết? 10 rưỡi. 10 rưỡi à? Thế trong trường hợp mà về muộn quá thì làm nào? Quá lấy xe về nhà. Về nhà? Nhà đâu? Bà lấy lá đi, lấy lá. Hả? Lấy lá 10 rưỡi lên đây. Bà chủ nhà đâu? 10 rưỡi lên lấy xe. 10 rưỡi bắt buộc phải lấy à? Ừ. Mà không không thể để đấy được à? Không. Thế bà chủ trông xe đấy ở đây thường xuyên không? Không. Ở đây thì người lái. À. Muốn hỏi thăm để biết được. Đấy. Muốn hỏi thăm để mà biết. Thế nào người rưỡi là lái lái. À. Thế có trường hợp nào mà để xe đây xong bắt đầu là mất vé thì làm nào? Mất vé thì có tài vẹt, còn không có thôi không lấy xe được. À thế à? Họ hỏi để biết được. Ông Tài phải không? Ông Tài biết tiền thôi chứ.